Dạ xin chào cô chú anh chị, hôm nay em cũng xin tiếp tục thanh lý một lô phôi me chua và một số cây xanh trái ha. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại 0829 160 355. Rồi cây me đầu tiên cái mã số là 68 ạ. Cây này cái củ quấn cao lên luôn ha. Nhìn là thấy cái củ không à. Quanh củ đây là 30. Nhìn thấy củ không ạ? Rồi chiều dài là 24. Kính bầu 15. Mã số 68. Cây này 200 ngàn em bao ship. Mã số 68. Cây rất là to. Quanh cái củ đây là 31. Quanh thân 20. Chiều cao 44. Mã số 69, 300 ngàn em bao ship. Cây này đã ra rễ rồi nè. Có cái củ trồng do đặt luôn. Quanh củ 35. Quanh thân 14. Chiều cao 28. Mã số 70, 250 em bao ship. Cây rất là đẹp luôn à. To nhất đi là 35. Rồi đỉnh đây là 28. Thân là nó quấn ở đây nè. Thân này nè. Thân 12. Chiều cao 27. Mã số 71. 180.000 em bao ship. Quanh ở đây là 27. Chiều cao 20. 72, 180.000 luôn. Nguyên một cái củ đây là 32. Quanh thân là 10. Chiều cao 27. 73, 150.000. Rồi mã số 74. 74 làm bán là 3 cây ha cô chú anh chị. 3 cây mini. Mini nhưng mà nó có củ nha, củ nó tròn vo luôn. Rồi để em đo cây này trước nha. Củ nằm nè, em đo theo nằm ha là 27 nè. Quanh thân là 9. Rồi cây này là 22 củ.
thân 11. Rồi cái cây này, cây này có cái củ nha. Cây này là 21 hoành củ. Hoành thân là 9. Rồi ba cây này em giao lưu là 300 ngàn em bao ship. Quá rẻ luôn anh chị ơi. Mã số 74 ha. Rồi tiếp theo là sam trái nha anh chị. Mã số 75. Rồi em bán một cặp luôn. Đồng giá 200 ngàn em bao ship. Cây là đã dăm ủ có rễ rồi. Đó, rễ nè ha. Mấy cây dăm ủ là về anh chị khỏi lo luôn. Rất là sống dai luôn. Rồi cây này có rễ ha. Một cặp 200 ngàn thôi. Đế đàng hoàng, đế đẹp luôn. Hoành thân là 10. Hoành thân cây này 13. Rồi em đo chiều dài một cây thôi ha. 25. Rồi cặp số 75, cặp này 200 ngàn em bao ship. Hoành thân là 10. Cây này 7. Chiều cao 30. 78. 200 ngàn luôn. Chiều cao 26. Có đế hả? 79, 200 ngàn luôn.